Đây ông bà cô bác ơi, thì bây giờ tiếp tục thì cũng có dạ. Tiếp tục thì cũng có một người cô. Người cô là cũng tới nhà Khánh rồi đây. Để tôi cứ nha. Dạ cô Hồng hả? Dạ cô Hồng. Trời. Đã đi từ điện phố về chứ. Dạ cô bao xe về luôn hả? Bao xe về. Dạ vô ngồi ghế đi con. Dạ. Cô về cô lấy liền, cô đi nhanh á. Cô đi liền luôn hả? Cô có con thuốc còn đó không? Không, mua, cô mua chồng em. À chứ cô không có bệnh hả? Không, cô không bệnh, cô mua chồng em. Dạ. Rồi cái hộ. Vậy cho cô lấy cái bệnh hết liền. Dạ dạ, cô tranh thủ cô đi liền luôn. Đi liền luôn. Cô tranh thủ cô đi liền. Cô Hồng á, cô Hồng Bến Tre nè. À vậy hả? Dạ, là cô bao xe từ Sài Gòn đi về. Phải cô làm cỡ nó, cô làm phố cho cô về. Dạ. Này về uống liền hả? Dạ, uống liền hả con? Lâu cũng muốn về uống liền á. Dạ. Hũ này hũ lớn, hũ hai phần đó nha con. Dạ. Luôn rồi. Đợi chút xíu được mà con. Cô sợ xe. Đây. Đợi xíu được không anh? Cổ sợ, cổ sợ đợi lâu nên cổ lo cổ đi liền. Để sao mà nếu có chỗ dựa, à nếu mà vô dốc là được đó. Rồi cô mỗi lần cô đi làm về có cô về dạ. Sao? Dạ. Coi kênh con hoài luôn á. Trời ơi, cảm ơn cô nha. Lấy cô chai nước mát cô uống đi em. Uống chai nước mát nè, cô cầm lên xe uống nè cô. Dạ, cầm lên cho cô chai nước mát cô uống nè em. Trời, cô đi lo, cô đi về. Khi này là về dưới quê luôn là nghỉ luôn. Cô là quê ở đâu? Cô ở Bến Tre đó. Dạ. Ở quê Bình Đại. Bình Đại, à vậy là khu dưới con Đi Phong có đi quay, khu dưới có. Dạ, dạ cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Rồi cô lo cô đi nhanh luôn mà cô bác ơi. Đi nhanh. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Có gì liên lạc con. Dạ. Rồi giờ cô đi đi tiếp về. Dạ chào anh. Anh tài xế. Cũng thấy thường đi quá vậy hấp tấp đi. À, coi như là 1 phút 30 giây luôn bà cô bác ơi. Cô Hồng ở Bến Tre, ở Bình Đại. Ở Bình Đại, Bến Tre. Bây giờ cô cũng vào lấy thuốc. Tôi tranh thủ cô đi về. Là cô hồi nãy cô có nói á, là cô làm ở Sài Gòn, cũng làm giúp việc trên Sài Gòn á. Thì bây giờ là cô về là cô nghỉ luôn rồi. Coi như là nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng luôn nha bà cô bác. Rồi sáng giờ thì Khánh cũng chia sẻ video rồi bà con tới rồi bệnh đau như thế nào đó. Vậy tính tới hiện tại tới bây giờ luôn là 2200 cái video rồi. Rồi có gì ông bà cô bác xem rồi ủng hộ giúp cho Khánh luôn. Thì ông bà cô bác cứ tới khu dân cư Trần Anh, số nhà 307 đó, nhìn trên đây có cái bảng nè, bảng Khánh Phong. Khánh Phong đây là Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn nha ông bà cô bác. Thì Khánh ghi hai anh em luôn. Ở dưới thì cũng có số điện thoại và có chi tiết số điện thoại và tên YouTube của hai anh em. Có gì ông bà cô bác cứ trực tiếp tới địa chỉ dưới đây thì sẽ gặp Khánh. Đặc biệt cái là ông bà cô bác phải liên hệ tới Khánh trước nha. Liên hệ Khánh trước thì đặt thuốc thì Khánh mới chuẩn bị, chứ mà mình xuống bất thình lình á, mình đi đường xa mình xuống bất thình lình thì không gặp Khánh được thì cũng tội nghiệp, xuống không có thuốc nữa. Thì có gì liên hệ trực tiếp rồi đặt Khánh. Tại vì ở đây á mình phải đặt trước thì Khánh mới chuẩn bị thuốc. Với một phần nữa là rất nhiều bà con đặt mình xuống mà mình không có thuốc thì về tay không thì cũng cũng mệt nữa. Nên là phải đặt trước. Mà cái lộ trình mà Khánh làm á, Khánh ngâm ở đây á, một hũ thuốc mà để mà xong á thì bắt buộc cũng phải 7 ngày tới 10 ngày mới xong một hũ thuốc. Rồi cái quá trình đó thì mình về mình đợi thêm 20 ngày nữa là mình uống được rồi. Và có trường hợp nữa thì mình Khánh sẽ bóc thuốc để mình về mình tự ngâm, mình tự ngâm uống. Thì Khánh cũng sẽ hướng dẫn mấy cái khâu nào quan trọng thì Khánh sẽ làm hết. Vậy mình sẽ về mình tiếp, Khánh sẽ hướng dẫn mình về mình làm tiếp nữa. Thì mình sẽ ngâm mình uống trong vòng 30 ngày, mình ngâm 30 ngày mình mới được uống nha bà cô bác. Đặc biệt mình ngâm này là phải ngâm rượu thuốc, thuốc này mình ngâm phải rượu gốc. Rượu gốc mà rượu
phải trên, lúc trước là trên 50 độ, bây giờ thì hiện giờ thì Khánh Ngâm là 55 tới 57 độ rồi. Tại vì cái độ đủ cao sẽ làm cho thuốc nó ra nhanh, cái tác dụng nó sẽ nhanh hơn để giúp cho mình mau khỏi bệnh. Thì cái đó thì Khánh cũng chia sẻ trong từng video rồi. Nếu mà ông bà cô bác mà nếu mà chưa hiểu thì có thể xem và để biết và hiểu rõ hơn. Ở đây là Khánh cũng xin nhắc lại luôn là ở nhà thì Khánh chia sẻ cái này là chia sẻ những hình ảnh thực tế không à. Không có vì mục đích mà kinh doanh buôn bán hay là quảng cáo gì hết. Thì có sao Khánh làm vậy. Rồi những video mà Khánh ngâm á, ngâm những hũ rượu thuốc á, thì Khánh cũng có quay hình chi tiết lại à. Chứ mình không phải mình ngâm ở đây mình ngâm mình sẽ bỏ cái gì vô để cho bà con của mình uống mau khỏi bệnh. Thì bằng cả cái tâm của mình thì Khánh chia sẻ có sao làm đúng công thức như vậy. Mình đã đăng ký chứ bộ y tế như thế nào thì mình sẽ làm y như vậy thôi. Chứ mình mà vì cái mục đích mà lợi nhuận hay cái gì mình làm thì hiệu quả nó không cao. Hoặc là có di chứng gì thì bà con bệnh đau thì mình cũng không có an lòng được. Cái này là Khánh có gì Khánh chia sẻ thực tế à. Nên bà con cô bác của mình mà xem là xem nhiều là sẽ hiểu rõ thôi. Rồi bây giờ chắc Khánh cũng xin phép là chắc khép chương trình tại đây luôn. Quên nữa, trước khi mà khép chương trình đó thì Khánh cũng nhắc lại ông bà cô bác á, nếu mà liên hệ với Khánh mà liên hệ không được á thì mong bà cô bác chịu khó nhắn tin, kết bạn Zalo nhắn tin vậy để lại thông tin thì Khánh sẽ trả lời. Thường là 8 giờ rưỡi tối á, thì Khánh mới trả lời được. Nhưng mà cô bác giống như bây giờ nè, hiện giờ thì Khánh đang quay tiếp bà con đi, đang phục vụ bà con, về đang quay cái chương trình đi ở ngoài, hai anh em đi quay hoàn cảnh ở ngoài á, thì trong lúc mà quay á mình đâu có thể mà mình ngưng cái diễn biến nó lại để mình nghe điện thoại được, nó sẽ làm gián đoạn. Nên là ông bà cô bác cũng hiểu thông cảm cho hai anh em. Nhiều lúc á bà con điện nhiều quá trời Khánh không có nghe máy được á, bà con giận buồn thì chửi la hai anh em thì cũng tội nghiệp, cũng mong bà cô bác hiểu thông cảm. Cái này thì Khánh xin lỗi ông bà cô bác. Có gì ông bà cô bác cứ nhắn tin nha. Và đặc biệt là kết bạn Zalo á, thì ông bà cô bác cũng chịu khó nhắn tin cho Khánh một cái tin. Chứ mà mình kết bạn Zalo xong cái mình để đó thì Khánh cũng không biết cái nhu cầu đâu. Tại vì một ngày á, một ngày là rất nhiều luôn, là bà con cô bác của mình là nhắn tin kết bạn Zalo mà Khánh đâu biết nhu cầu làm sao. Rồi có nhiều bà con mà điện thoại nữa, điện thoại điện liên tục luôn, điện trong một ngày có thể là cái danh sách mà cái số điện thoại điện cho Khánh chắc cũng phải vài chục đến vài trăm số điện thoại mà nó đỏ rực nguyên một cái danh sách luôn. Thì Khánh cũng đâu có biết rồi mà Khánh điện lại, nên là ông bà cô bác điện không được cứ nhắn tin đi, Khánh sẽ trả lời, tối đến là Khánh sẽ trả lời trực tiếp trả lời luôn. Cũng mong bà cô bác hiểu thôi, chứ giờ Khánh cũng trong từng video Khánh cũng có chia sẻ rồi, ông bà cô bác thông cảm. Rồi thôi bây giờ Khánh khép chương trình tại đây luôn, chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe bình an nha. Rồi cảm ơn bà cô bác rất là nhiều luôn, đã thương yêu Khánh, luôn đồng hành xem ủng hộ. Và ông bà cô bác nếu mà có thương thì thương cho chót. Xem và chia sẻ những đoạn video của Khánh nè, bấm chia sẻ và cho Khánh một cái like, một lượt subscribe để Khánh có tăng cái lượng tương tác á, để Khánh có cơ hội là phục vụ cho bà con nhiều hơn nữa. Cố gắng hết khả năng thôi bà cô bác ơi. Dạ bye bye, chào bà cô bác luôn. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh á thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Dạ, cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn
những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình